Đang bắt cá nha các bạn. Kìa kìa kìa, nghe đám con trai đó, nghe đám con trai kìa, đó quặn quặn đó thấy không? Úp á, úp á. Kìa. Đó đó, đúng rồi đó. Đó, ấp xuống, ấp mạnh xuống. Đây ngoài, ngoài, ngoài. Ở ngoài. Vô đây con nữa nè. Đúng không? Vô đây con nữa nè, hai con. Ta bắt chạy. 9.000 con rồi nè. Còn con. Tôi lấy gì? Vậy. Mày kéo nè. Ấp xuống mày kéo, kéo lên bà luôn. Kéo. Kéo rồi trước được đó, kéo rồi trước đi vậy. Kéo đi, kéo hoài trước đi. Ừ, đúng rồi. Kéo gà tới chỗ con thấy cái lóc này á. Con đó coi nó có chạy đâu không đó. Tại nó vòng chứ đâu. Kéo đi đèn anh xuống nha. Đó, trời bắt cá kiểu mới luôn. Năm 2020 luôn á. Không mất tiêu cá luôn. Được rồi các bạn ơi. Hãy tốt quá luôn đi. Quá hay. Cá trời trắng quá thiệt bự luôn rồi. Còn con nữa thì dưới con nữa đi. Quá tuyệt. Cái bao đâu rồi? Nãy. Bắt đi con, nó cho con bé con. Ông làm mười mấy con gì đâu mà hai con. Dạ cái đó úp 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 cái này á. Thôi đừng mày con nữa kìa. Mới quăng đu ảnh kia luôn. Đó đó đó. Rồi vô rồi. Dưa mày mày mò đi, chị nào nó quăng đu lên nó mới biết được chụp. Quả tay nó lên. Mở 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 đi, nó mới quẩn đuôi đây nè. Chụp đi, chụp đi, chụp đại đại đi, nó vô nó cũng mà. Đây đây đây. Chụp đi liền. Nè. Ừ, chụp tay xuống. Vô đó. Vô rồi. Vô quay đùng đùng rõ rồi. Vô. Vô phải không? Ê, đây con nữa. Nè. Thở bự lắm. Con này nhỏ con đó. Thở đủ quá thì dữ rồi. Kéo qua đây luôn đi. Kéo bên kia cho gần. À, nhỏ bự có được rồi, thôi ra đi. Kéo tút lên luôn đi. Trời ơi, vậy được rồi, cái ký lô rồi đó. À, thì trắng rồi. Trắng đâu à. À, thì trắng lão liền luôn rồi, hồng này lâu năm luôn á. Qua đây nhảy à. Qua đây trong đó đi. Nó hụt quên lóc mất tiêu luôn. Để tôi ta nhìn chứ. Con nãy bự lắm đó. Đây đây nè. Bởi vì ông nói đồn hầm này cá dữ lắm mà. Cả mười mấy con mà. Đây nè, xuống đít nè, chụp liền. Đây nè, chụp cái đây nè, chụp mạnh xuống. Trời ơi trời. Chụp lát rồi.
đây nè, gì nhiều mày to nó từ lưa chưa nè, này trúng ổ rồi, trúng ổ cá rồi các bạn ơi, trúng ổ cá thì rắn rồi. Gãy cho người ta lấy cái bao để vô rồi để hồi độn nó công kiếm đó. Mày vô mày bắt nó vô bao cái trong nhỏ. Để bao đi cái bắt kia vô bao đây để đợi họ nó lóc không hay. Nó à. Nghĩ cắt đâu không lóc đâu. Ê đây qua đây con nè, đọc lẻ 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 thấy không, thấy lưng không, chụp chân đầu có được đó nè, nó vô đang đầu đầu vừa luôn đó, có cái lóc rồi nó chạy vụ vụ rồi, được con được hai con rồi, này nín thở rồi nè nè im 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 á, lấy cái cọng dừa đi. Chụp đại đi, đừng cái mò đụng đó là nó chạy cho khác rồi. Mất tiêu không? Hai ghe này không đầy quá sâu hầm mày chạy nhóc cái chân mà nó du cái chân rồi nè, cá này chú với cát không sao chú được quần trong đây nè, quậy thế đấy còn mấy con nữa, đây
có cái nôm là nó tiếng dính rồi, nôm nôm khơi khơi cũng dính. Phần đâu đây nè, nó ru đâu đây nè, mới rồi. Trời, đụng đụng cái sực cái giò là trời. Giò đâu rồi? Mình cứ tưởng nó khúc cây không à. Chưa thấy chính xác. Rồi, dính à. Hả? Dính à. Kéo lại vô nãy đi, chắc ăn. Dùng kinh không? Ừ. Không. Gì á? Kéo luôn tu toán đây, nó xảy trời. Rồi lấy cái bao đâu quá. Để vô bao đi. Đây cá lóc ngang các bạn, cá lóc cỡ ký nè, mà nó ốm quá ốm rồi. Cá bự này có 2 ký thôi. Bự lắm à. Cá lại vàng. Trời. Gì á? Hàm của ông đó vậy. Hử? Hàm của ông đó. Ông không chịu. Rồi quán lại ở đây đi. Còn hết. Rồi xong rồi xuống giờ ghe luôn kìa. Cho lên mò hả? Ngầm này mới bơm cát vừa xong nghe các bạn. Vừa xong cái cát nó mới gom lại. Thôi vậy thôi kết thúc luôn các bạn ơi. Anh này anh được bao cá anh đi xuống luôn rồi.